Xin chào bạn, ở đây mình có một chiếc Honda Accord 2016 và chiếc xe này sử dụng hệ thống giải trí Mirrorlink và nó hỗ trợ Android Auto cũng như là Apple CarPlay. Bây giờ mình sẽ thử dùng cái Apple CarPlay xem nó như thế nào. Chúng ta sẽ cần một cái điện thoại iPhone. Ở đây mình có iPhone SE màu hồng và cáp Lightning. Chúng ta sẽ kết nối thông qua cổng USB trên xe. Thì các bạn lưu ý là cái cổng USB nào có cái biểu tượng điện thoại thì nó mới là cái cổng hỗ trợ kết nối với cái thiết bị di động của mình. Ta cắm đầu vào và cắm vào điện thoại. Thì khác với Android Auto, trên Apple CarPlay chúng ta không cần phải cài thêm một phần mềm nào cả, chỉ cần kết nối với hệ thống trên xe mà thôi. Và lúc này trên cái màn hình chính của chiếc xe Honda Accord, các bạn có thể thấy nó hiện lên thông báo và chúng ta có nó hỏi chúng ta có kích hoạt cái chế độ Apple CarPlay không. Thì mình sẽ chọn luôn luôn kích hoạt. Rồi lúc này sẽ nhận ra cái điện thoại của Trung iPhone. Rồi trên điện thoại lúc này nó có hiện CarPlay. Chúng ta sẽ bấm ra màn hình Home. Thì lúc này ở đây trong cái danh mục nó có cái tab Apple CarPlay, chúng ta bấm vào. Lúc này nó sẽ hiện lên giao diện của Apple CarPlay. Đây là giao diện Home của Apple CarPlay. Chúng ta có những cái ứng dụng và đây là nút Home. Đây khu vực thời gian và báo sóng điện thoại. Chúng ta có điện thoại. Điện thoại này thì nó kết hợp với lại cái điện thoại trên xe. Thì ở một điện thoại chúng ta có thể nhập liệu bằng số hoặc là bằng giọng nói đều được. Chúng ta bấm nút Home ở đây, ở thoát ra ngoài. Rồi Music. Music thì nó sẽ sử dụng cái Apple Music để phát nhạc. Nếu mà các bạn sử dụng Apple Music thì sẽ rất là tiện lợi. Rồi. Chúng ta có nghe nhạc của Apple Music. Và map, có một cái điều đáng tiếc khi mà sử dụng Apple CarPlay ở Việt Nam thì cái tính năng dẫn đường turn by turn tương tự Google Map thì không sử dụng được trên cái Apple CarPlay này, mà chúng ta chỉ có thể sử dụng cái bản đồ của Apple Map thôi. Và các bạn biết thì Apple Map nó vẫn chưa hỗ trợ tốt cho cái thị trường Việt Nam. Bây giờ mình đang ở giao diện nhận đường bản đồ ở trên cái Apple CarPlay. Bây giờ mình thử gọi điện đến cái điện thoại kết nối với cái xe này xem thử nó sẽ như thế nào. Nó hiện lên như thế này. Các bạn sử dụng tay để mà trả lời hoặc là gác máy. Ở trên điện thoại tất nhiên là cũng được. Trên điện thoại tất nhiên các bạn cũng thao tác được. Nhưng có cái này thì chúng ta nên sử dụng trên màn hình. Lúc này Siri không hoạt động nữa. Ở trong cái phần tin nhắn ở trên cái Apple CarPlay thì chúng ta sẽ có thể nghe được tin nhắn mà cái Siri nó sẽ đọc lên. Ngoài ra thì Siri nó cũng sẽ cho chúng ta nhập liệu bằng giọng nói. Ví dụ bây giờ mình sẽ gửi một tin nhắn cho bạn Hạnh Nguyên. Hello, how are you? Your message is bye. Ready to send it? Vì lúc nãy mình đang nói cho nên là cái nó không nhận. Bây giờ mình sẽ thử lại nha. I'm happy to do that. What would you like it to say? Are you free tonight, baby? I updated your message. It says, "Are you free tonight, baby?" Đó, thấy chưa các bạn? Nó nhận dạng giọng nói tiếng Anh rất tốt, rất tiếc là nó chưa hỗ trợ tiếng Việt thôi. Rồi, send it. What was that again? Mình có thể ra lệnh send luôn. Send. Bấm. Okay, I'll send it. Bạn gái này nãy giờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Ok, nó ngoài ra thì cái Siri nó cũng có thể đọc được cái tin nhắn của mình luôn. Rồi, ở đây chúng ta có nạp play in, nghĩa là cái trình chơi nhạc. Ở đây Honda thì chúng ta thoát ra cái màn hình Home của ứng dụng của cái hệ thống Mirrorlink trên Honda. Chúng ta có thêm podcast và audiobook, thì những cái này chúng ta có thể chép sách vào hoặc là chép podcast vào để nghe. Một trong những cái mình thích cái trên cái Apple CarPlay đó là giao diện nó rất rõ ràng, dễ sử dụng. Tuy nhiên nó lại có nhiều hạn chế ở thị trường Việt Nam. Rất tiếc là chúng ta sẽ còn phải chờ khá là lâu nữa thì mới được sử dụng đầy đủ những tính năng của Apple CarPlay tại thị trường Việt Nam. Hiện tại thì số lượng những chiếc xe hỗ trợ Apple CarPlay ở thị trường Việt Nam cũng chưa có nhiều. Tuy nhiên các bạn cũng không cần tiếc lắm, bởi vì thật sự thì không sử dụng được nhiều lắm với nó đâu. Ok, xin cảm ơn các bạn.